Ngày 14 tháng 2, Bộ Công an ban hành kế hoạch chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc ra quân tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, Cục Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Giao thông, Công an các đơn vị địa phương sẽ huy động trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề trên trong cả năm 2022. Căn cứ vào tình hình thực tiễn về lực lượng, phương tiện, có thể phối hợp lực lượng cảnh sát khác hoặc công an cơ sở, thành lập tổ công tác chuyên đề để thực hiện việc xử lý vi phạm theo kế hoạch này trên tuyến, địa bàn được giao. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, khi kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong hơi thở, lực lượng chức năng sẽ thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, quy trình thao tác sử dụng thiết bị, đồng thời chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người lái xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Ngoài ra, cảnh sát sẽ kiểm soát tại các tuyến giao thông chính trong đô thị, các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, các tuyến vận tải hành khách du lịch, hàng hóa khu vực quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn, khu vực phức tạp về an ninh, trật tự, ma túy. Kế hoạch này sẽ thực hiện từ ngày 1 tháng 3 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.